Làm việc tại nhà và học tập online đang là những vấn đề hot nhất trong khoảng thời gian này. Và cách giải quyết nhanh nhất vấn đề này đó chính là các bạn cần một chiếc laptop. Với tình hình dịch bệnh thì mình nghĩ chắc là sẽ mất một khoảng thời gian nữa thì mọi thứ mới có thể trở lại được như bình thường. Thế nên là nếu mà ai đang có nhu cầu một laptop khoảng 16 triệu thì đừng bỏ lỡ video này nhé. Với một thương hiệu nổi tiếng này, thiết kế đẹp, hiệu năng mới nhất đến từ Intel thì Dell Virtual 3400 phiên bản 2021 sẽ là mẫu laptop mà mình đem đến cho các bạn. Dòng Virtual này của Dell thì hướng tới đối tượng người dùng là những người đi làm, môi trường văn phòng hoặc là doanh nghiệp. Chính vì thế, vẻ ngoài của Dell Virtual 3400 vô cùng đơn giản với một màu đen bao phủ toàn bộ máy. Bề mặt trên thì được sơn phủ đen nhám này và có các đường cắt chéo toàn bộ bề mặt này, hạn chế bám vân tay, mồ hôi tay hay là thậm chí là máy có bị xước nhẹ thì cũng rất là khó để các bạn có thể nhìn ra. Dell Virtual thì được làm từ chất liệu bằng nhựa này. Chất lượng hoàn thiện của Dell là mình khá là ấn tượng vì khung máy lẫn khung bàn phím không có một chút flex nào cả. Vì chất liệu bằng nhựa thì nên là Dell Virtual hạn chế tối đa trọng lượng, chỉ nặng có khoảng là 1,64 kg, độ dày là 19,9 mm, khá là mỏng. Các bạn có thể dễ dàng cầm theo laptop đi theo bất cứ đâu. Về phần bản lề của máy thì bản lề của máy hơi cứng, mình nghĩ đây cũng sẽ là một sự chắc chắn nữa đến từ thiết kế của Dell. Bản lề đặt về hai phía và các bạn sẽ phải dùng hai tay để có thể mở chiếc bản lề này ra. Về màn hình thì đây sẽ là màn hình 14 inch, độ phân giải Full HD, tấm nền WPA. Hơi tiếc một chút vì ở phiên bản này không được trang bị là tấm nền IPS. Tuy nhiên thì với tấm nền WPA cũng sẽ đem lại cho các bạn một góc nhìn rộng lên đến là 178 độ. Các bạn phải có thể xem màn hình ở nhiều vị trí khác nhau mà không lo hình ảnh bị biến dạng một chút nào cả. Ba cạnh viền thì sẽ là ba cạnh viền mỏng. Cạnh trên vẫn được trang bị webcam là 720p tích hợp với cả micro để cho các bạn có thể học và làm việc online, phòng trường hợp là không có tai nghe vẫn có thể đàm thoại được. Đáng nói nhất ở trên chiếc laptop này chính là phần hiệu năng. Khi Dell Virtual 3400 sở hữu Intel thế hệ thứ 11 mới nhất, Core i5-1135G7, 4x8 luồng, RAM 8GB, 256GB SSD, đi kèm thì sẽ là card đồ họa tích hợp Intel Iris Xe Graphics. Với hiệu năng này thì sẽ cho các bạn sử dụng được nhiều tác vụ hơn này, tốc độ xử lý mượt mà hơn. Và nếu như các bạn có nhu cầu sử dụng những tác vụ nặng trong một thời gian ngắn thì cũng dễ dàng hơn trên chiếc máy này. Thêm vào đó thì máy còn có thể nâng cấp được cả RAM và SSD để tối ưu được dung lượng này, lưu trữ được nhiều hơn cho các bạn sử dụng xử lý các tác vụ đa nhiệm một cách tốt hơn. Và tính đa dụng thì cũng được đề cao khi máy được trang bị được cực kỳ đầy đủ các cổng kết nối. Khi ở đây thì chúng ta sẽ có đến 3 cổng USB Type-A, một khe thẻ SD, một cổng HDMI, một cổng mạng LAN RJ45 và một jack audio combo. Về phần bàn phím thì bàn phím gõ khá là thích này, êm nữa. Tuy nhiên thì mình thấy là hành trình phím hơi nông, thế nên là các bạn sẽ phải làm quen với chiếc bàn phím này nếu mua em máy này. Touchpad thì sẽ có kích thước vừa phải, khả năng tracking tốt, di mượt. Các bạn sẽ không nhất thiết phải đầu tư chuột rời cho mẫu laptop này. Về thời lượng pin thì chúng ta sẽ được trang bị là viên pin 3 cell 42Wh. Trên laptop 14 inch thì các bạn sẽ sử dụng được khoảng 5 tiếng đồng hồ với các tác vụ cơ bản. Tổng kết lại thì trong tầm giá khoảng 16 triệu, hiệu năng tốt này, có thể nâng cấp, màn hình phù hợp để giải trí, không bị hạn chế góc nhìn, có camera để đàm thoại thì đây cũng là một sự lựa chọn không tồi trong mùa dịch này. Và đường link của sản phẩm mình sẽ để ngay dưới phần mô tả video nhé. Cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi hết video này. Và nếu như có thắc mắc về bất kỳ sản phẩm hay chương trình khuyến mại nào thì đường link tư vấn miễn phí cũng như là mua hàng mình sẽ để ngay dưới phần mô tả của video. Và nếu chưa đủ tiền để rước em nó về, đừng quên là ăn phát có trả góp 0%. Nhớ like, share cũng như subscribe và để lại ý kiến của mình dưới phần bình luận nhé. Hẹn gặp lại mọi người trong những video tiếp theo.